Đây là chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc, phát trên tần số FM 92,1 MHz. Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc. Hôm nay thứ bảy, ngày 23 tháng 10 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Thời sự hôm nay, sau phần tin có bài Châu Đốc đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19, sớm phục hồi phát triển kinh tế. Trước hết kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 thành phố Châu Đốc ngày 22 tháng 10 Theo báo cáo của Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc, trong ngày 22 tháng 10, thành phố Châu Đốc ghi nhận 2 ca mắc mới. Trong cộng đồng, 2 Khóm Vĩnh Chánh 3, phường Vĩnh Quân, 1 ca. Khóm Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Tế, 1 ca. Đến nay, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tính từ đầu đợt dịch là 447 ca, trong đó tái dương tính 8, khỏi bệnh 318, tử vong 12. Về tình hình điều trị, hiện đang quản lý điều trị 117 trường hợp, trong đó có 2 F0 chưa được chuyển đến khu điều trị và 2F0 của huyện An Phú xin chuyển về huyện An Phú tiếp tục điều trị. Bệnh viện Nhật Tân 11F0. Ngoài ra, bệnh viện Nhật Tân còn điều trị 32F0 của huyện Phú Tân, 1F0 của thị xã Tân Châu. Trung tâm y tế cơ sở điều trị 7, mẫu giáo Anh Đào 12, trong đó có 2 trẻ em. Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên 83, trong đó có 9 trẻ em. Cách ly tập trung quản lý 601 người. 3.358 trường hợp đã hoàn thành thời gian cách ly. Cách ly tại nhà, nơi lưu trú, quản lý cách ly tại nhà 6.703 người và 3.946 người hoàn thành cách ly tại nhà, tất cả đều có sức khỏe bình thường. Ban chỉ đạo thành phố đề nghị các ban ngành địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lờ là với dịch bệnh, duy trì chế độ trực chiến 24 trên 24 để kịp thời ứng phó tình hình dịch bệnh sẵn sàng các tình huống xảy ra tăng cường giám sát các đối tượng nguy cơ khu vực nguy cơ để phát hiện sớm khoanh dùng dập dịch đồng thời có biện pháp kiểm soát dịch bệnh phù hợp trong sản xuất kinh doanh quản lý việc đi lại biến động dân cư trên địa bàn để từng bước thích ứng an toàn khi chuyển sang trạng thái bình thường mới tăng cường tuyên truyền nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các nguyên tắc phòng chống dịch tuyệt đối không chủ quan lơ là Ban chỉ đạo thành phố kêu gọi nhân dân đồng lòng ủng hộ các chủ trương, biện pháp phòng chống dịch mà tỉnh đang triển khai, thường xuyên nhắc nhở người thân và những người xung quanh nghiêm túc chấp hành các quy định phòng chống dịch, thực hiện khai báo di chuyển nội địa và quét mã QR code qua ứng dụng BC COVID, sổ sức khỏe điện tử, phần mềm VNID trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với công an các xã phường nơi cư trú, tạm trú. Sáng ngày 22 tháng 10, 2021, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh nhằm đánh giá rút kinh nghiệm và đề ra các giải pháp phòng chống dịch hiệu quả phù hợp trong thời gian tới. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Lê Hồng Quang, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Lê Văn Nưng, Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu thành phố Châu Đốc có Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Lâm Quang Thì, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố, Phó Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Trần Quốc Tuấn cùng các thủ trưởng các ban ngành, đoàn thể, phường xã, thành phố châu đốc báo cáo tại hội nghị, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lê văn phước cho biết, tính đến chiều ngày 21 tháng 10, 2021 trên địa bàn tỉnh ghi nhận tổng số 8.531 trường hợp nhiễm covid-19. Lũy kế đến nay có 8.448 trường hợp đã điều trị khỏi. Các địa phương có số ca nhiễm covid-19 bao gồm an phú, phú tân. Tân Châu, chợ mới, phần lớn số ca nhiễm xuất phát từ các tài xế vận chuyển hàng hóa và người về từ vùng dịch. Đến nay, An Giang đã tiếp nhận khoảng 65.000 người dân từ các tỉnh thành phố về địa phương, đã ghi nhận 929 trường hợp nhiễm COVID-19, chiếm tỷ lệ 1,5% trong tổng số người về. Toàn tỉnh hiện còn quản lý 9.400 người đang thực hiện cách ly tập trung và 11.000 người đang thực hiện cách ly tại nhà toàn tỉnh đã tiếp nhận tổng số 997.000 liều vaccine, đã tiêm 938.000 liều, đạt tỷ lệ trên 94% lượng vaccine tiếp nhận. Thực hiện nghị quyết 68 của Chính phủ và quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Toàn tỉnh đã tiếp nhận đề nghị hỗ trợ cho 219.838 người 1.633 doanh nghiệp, 583 hộ kinh doanh, tổng số tiền trên 266 tỷ đồng, đã tiếp nhận và phân bổ tổng số trên 3.362 tấn gạo cho 224.152 người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19. 11 quyện thị xã thành phố đã tổ chức thực hiện các mô hình cửa hàng không đồng, chuyến xe yêu thương tại 190 địa điểm ở các xã phường thị trấn để hỗ trợ lương thực thực phẩm cho trên 449.000 lượt hộ dân với giá trị trên 46 tỷ đồng. Ngoài ra, đã hỗ trợ dụng cụ, vật tư y tế cho trên 192.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, hộ gia đình tại nơi phong tỏa với tổng số tiền trên 108 tỷ đồng. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thay mặt ban thường vụ tỉnh ủy, bí thư tỉnh ủy Lê Hồng Quang ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực cố gắng trách nhiệm của tất cả lực lượng trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến các quận thị xã thành phố, phường xã, khóm ấp và tổ dân phố trong thời gian qua. Đồng thời cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của các lực lượng tuyến đầu, sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân toàn tỉnh trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang cho biết Dự báo thời gian tới, trên phạm vi cả nước cũng như trong tỉnh, mặc dù tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát. Do đó, để thực hiện tốt mục tiêu xây dựng và thực hiện kế hoạch phục hồi kinh tế thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, cần tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị, sức mạnh đoàn kết toàn dân trong phòng chống dịch và khôi phục phát triển kinh tế xã hội. Phải dự báo chính xác tình hình nâng cao năng lực quản lý điều hành phát quy trách nhiệm của cấp ủy chính quyền các cấp nhất là ở cơ sở phải đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng chống dịch phải kiên trì thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch chủ động thường xuyên cập nhật cấp độ dịch tại các địa bàn điều chỉnh tiêu chí phân loại phù hợp với diễn biến tình hình dịch độ bao phủ vaccine và điều kiện thực tiễn việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế thích nghi an toàn với đại dịch trong trạng thái bình thường mới, theo Nghị quyết 128 của Chính phủ, phải dựa trên cơ sở nhận định, đánh giá đúng tình hình dịch bệnh đang diễn ra tại từng thời điểm từng địa phương. Các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine, tạo miễn dịch cộng đồng, kể cả tiêm vaccine cho đối tượng trong khu phong tỏa, khu cách ly nếu xét nghiệm âm tính, ra sót và chuẩn bị đầy đủ năng lực điều trị theo mô hình tháp ba tầng, tranh thủ sự hỗ trợ chuyên môn của các bệnh viện tuyến trên tăng cường hỗ trợ, nâng cao năng lực y tế cho tiếng quyền xã, ra soát, chuẩn bị cho kịch bản phòng chống dịch để ứng phó ở cấp độ cao hơn. Tiếp tục quản lý chặt chẽ việc thực hiện cách ly tập trung, cách ly tại nhà, khu phong tỏa, phát huy vai trò trách nhiệm của tổ COVID-19 cộng đồng, tăng cường truyền thông về tình hình và các biện pháp phòng chống dịch kịp thời, đầy đủ, giúp cho người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng, Song song đó, phải kịp thời khen thưởng, biểu dương những tổ chức cá nhân có thành tích trong công tác phòng chống dịch tại địa phương, đặc biệt phải thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người mất việc làm, không có thu nhập, người gặp khó khăn do đại dịch. An Giang có đường biên giới dài 100 km giáp giới Dương quốc Campuchia. Thời gian qua, An Giang luôn duy trì thường xuyên 210 tổ chốt với 1.950 đồng chí, bố trí 195 chốt cố định, 15 tổ cơ động, làm nhiệm vụ kiểm soát, ngăn chặn trên biên giới chống xuất nhập cảnh, xuất nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch COVID-19. Trong ngày 21 tháng 10, 2021, các đồn biên phòng trong tỉnh đã phát hiện và bàn giao 6 người nhập cảnh trái phép cho Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 địa phương đưa đi cách ly tập trung. Lũy kế từ ngày 1 tháng 1, 2021, đến ngày 21 tháng 10, 2021, tổng số người đưa đi cách ly tập trung là 2.813 người. Bên cạnh đó, các đồn biên phòng còn tăng cường tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức về phòng chống dịch bệnh và phát hiện người nước ngoài, người từ dùng dịch về địa phương, đồng thời khuyến cáo người dân thực hiện 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Ngày 22 tháng 10, 2021, Đảng ủy xã Vĩnh Tế tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên đến dự có đồng chí Quỳnh Chí Oanh, trưởng ban tuyên giáo thành ủy, giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Châu Đốc. Đảng ủy xã Dĩnh Tế có 183 đảng viên sinh hoạt tại 11 chi bộ trực thuộc. Trong những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Dĩnh Tế đã bám sát sự chỉ đạo của tỉnh ủy, thành ủy, chủ động triển khai, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết quyết định, hướng dẫn, chương trình, kế hoạch, lãnh đạo chỉ đạo triển khai tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và xây dựng đội ngũ đảng viên ngày càng vững mạnh, chất lượng hiệu quả công việc nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cấp ủy đảng đã tổ chức thực hiện đúng các nguyên tắc và quy định của điều lệ đảng về tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ lãnh đạo tập thể cá nhân phụ trách, nâng cao năng lực lãnh đạo cải tiến nội dung và mở rộng dân chủ trong sinh hoạt. Trong đó, đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết trung ương tư khóa 11, khóa 12 gắn giới thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Công tác bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị được coi trọng, 100% cán bộ đảng viên đang công tác và sinh hoạt tham gia học tập nghiêm túc nghị quyết của đảng, các đảng viên về sinh hoạt tại chi bộ ấp đạt tỷ lệ 100%. Hàng năm, công tác phát triển đảng viên mới đều đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Từ năm 2010 đến nay đã phát triển được 86 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng được tăng cường, số lượng, chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát đều được nâng lên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đã tổ chức kiểm tra, giám sát 24 tổ chức đảng trực thuộc. 47 cá nhân thuộc diện ban thường vụ đảng ủy quản lý. Việc đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, cấp ủy đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và các tiêu chí theo quy định. Qua đánh giá hàng năm, 100% các chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 20% cá nhân đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 80% hoàn thành tốt nhiệm vụ. Việc tăng cường công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, Đảng bộ xã Dĩnh Tế đã lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Dĩnh Tế đã khen thưởng cho hai tập thể, bốn cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên. Thực hiện nghị quyết 68 ngày 1 tháng 7 2021 của chính phủ về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động, tức lao động tự do, gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân phường Châu Phú B đã tổ chức chi hỗ trợ cho các đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng lao động do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đến nay, phường Châu Phú B đã cấp phát cho 1.676 đối tượng người lao động tự do bị ảnh hưởng bởi COVID-19 gồm 4 nhóm ngành, nghề, thu gom rác, phế liệu, buôn bán hàng rong, thợ hồ, phụ hồ, bốc giác, dẫn chuyển hàng hóa. Mỗi người nhận được 1 triệu 500 ngàn đồng, tổng kinh phí hỗ trợ đợt này trên 2,5 tỷ đồng. Việc hỗ trợ với tinh thần kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, qua đó giúp người dân có thêm kinh phí trang trải cuộc sống, giảm bớt khó khăn mà còn là động lực để họ tiếp tục cố gắng, nỗ lực vượt qua thời điểm COVID-19 thực hiện chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 toàn dân trên địa bàn thành phố Châu Đốc, xã Vĩnh Châu được phân bổ hai đợt tiêm toàn dân là 830 liều vaccine phòng COVID-19, trong đó đợt 1 là 280 liều, đợt 2 là 550 liều. Việc bố trí tiêm chủng được tổ chức chặt chẽ, người tham gia tiêm vaccine đảm bảo thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế, thực hiện khám sàng lọc trước khi tiêm và theo dõi sức khỏe 30 phút sau tiêm. Tính đến nay, xã Vĩnh Châu đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 được 1.433 liều vaccine ngừa COVID-19. Trong đó có 1.224 liều tiêm mũi thứ nhất và 209 liều tiêm mũi thứ hai. Với phương châm vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất, người dân rất phấn khởi khẩn trương đi tiêm ngừa để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình trước đại dịch COVID-19. Ngày 21 tháng 10, 2021, Ban chỉ đạo phường cho Phú A tiếp tục thực hiện chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 cho đối tượng người cao tuổi trên địa bàn phường. Trong đợt này, có sự tham gia của đội ngũ nhân viên, y bác sĩ, bệnh viện răng hàm mặt trung ương thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 cho 700 người từ 65 tuổi trở lên tại trường mẫu giáo Hoa Hồng, phường Châu Phú B. Trước khi tiêm, các cụ được nhân viên y tế tư vấn và khám sàng lọc rất kỹ. Sau tiêm, ở lại điểm tiêm theo dõi ít nhất 30 phút và tiếp tục theo dõi trong 72 giờ tại nhà sau khi tiêm. Nếu có bất kỳ phản ứng bất thường nào cần báo ngay cho cán bộ y tế và đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được xử lý kịp thời, công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, xử lý rác thải y tế và giỏ lọ vaccine sau tiêm chủng được thực hiện đúng hướng dẫn của Bộ Y tế đây cũng là những đối tượng dễ mắc bệnh, nguy cơ chuyển biến nặng và tử vong là rất cao. Vì vậy, việc triển khai ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 cho những người cao tuổi là hết sức cần thiết trong tình hình dịch bệnh hiện nay. Trong 9 tháng đầu năm 2021, Đảng ủy, chính quyền và nhân dân phường Vĩnh Mỹ luôn thể hiện quyết tâm cùng khát vọng duy trì và nâng chất phường đô thị văn minh từng bước hiện đại, không đứng ngoài cuộc Hội Phụ Nữ Phường Vĩnh Mỹ đã gấp sức lan tỏa khát vọng này đến từng hội viên để tạo sự đồng thuận cũng như tạo điều kiện cho phụ nữ chung tay xây dựng văn minh đô thị. Trong quá trình xây dựng đô thị văn minh, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Phường Vĩnh Mỹ đã triển khai vận động hội viên tham gia và thực hiện phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới dân bình, đô thị và cuộc vận động 503 sạch do Trung ương hội phát động. vận động 100% hộ gia đình hội viên tiếp tục tham gia thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch. Hội kết hợp trạm y tế phường, vệ sinh môi trường, tuyên truyền phòng bệnh sốt sức huyết và bệnh tay chân miệng được 12 cuộc có 130 lượt người tham gia. Duy trì tổ phụ nữ đảm bảo vệ sinh môi trường tại 4 khóm Hòa Bình, Châu Long 1, Châu Long 6, Mỹ Thành có 75 thành viên, một tổ phụ nữ chống rác thải nhựa có 31 thành viên tại khóm Châu Long 6. Kết hợp Đoàn thanh niên phường tổ chức vệ sinh môi trường hai cuộc có 18 lượt người tham gia tại khu vực cổng Tam Quan, thành lập câu lạc bộ bảo vệ môi trường nhiều mô hình, cách làm sáng tạo phù hợp với tình hình thực tiễn của các chị em hội viên phụ nữ phường Vĩnh Mỹ đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng phường Vĩnh Mỹ ngày càng văn minh, xanh, sạch, đẹp. Phường Vĩnh Mỹ là phường trung tâm của thành phố Châu Đốc với 3.996 hộ và 15.610 nhân khẩu, trong đó phụ nữ từ 18 tuổi trở lên có 6.021 chị, Hiện toàn phường có 3.012 hội viên, trong đó hội viên nồng cốt là 448 hội viên. Đây là lực lượng lao động lớn của xã hội, nên hội phụ nữ phường đã quan tâm chăm lo đời sống cho hội viên thông qua việc hỗ trợ hội viên được dây vốn để phát triển sản xuất kinh doanh. Trong 9 tháng đầu năm 2021, Hội Phụ Nữ Phường Vĩnh Mỹ cùng cán bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Châu Đốc, cán bộ Ủy ban, các tổ trưởng đã khảo sát và giải ngân 57 hồ sơ với tổng số tiền 4 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ 9 hồ sơ học sinh sinh viên với số tiền 187 triệu 500 ngàn đồng. Tổng dư nợ hiện nay 13 tỷ 057 triệu. Thu tiết kiệm qua các tổ là 1 tỷ 886 triệu đồng, với 470 hộ dây, trong đó 176 hộ dây là hội viên. 6 trên 6 tổ trưởng tổ tiết kiệm và dây vốn đều mở sổ tiết kiệm thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội Thành phố. Kết quả, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố giải ngân quỹ châu Á cho 6 chị dây với số tiền 15 triệu đồng. Thông qua từ nguồn vốn quỹ quay dòng, hỗ trợ phụ nữ, nhiều hội viên phụ nữ phường Vĩnh Mỹ được tiếp cận nguồn vốn phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, xây dựng gia đình, ấm no, hạnh phúc. và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Thành phố Châu Đốc phát trên tần số FM 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, đến nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Châu Đốc cơ bản đã được kiểm soát. Tuy nhiên, các mối nguy dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài vào thành phố qua hoạt động giao dịch, lưu thông hàng hóa hay người trở về từ dùng dịch, lao động từ địa phương khác vào thành phố Châu Đốc là rất cao. Vì vậy, người dân không nên chủ quan, lơ là mất cảnh giác. Một trong những biện pháp hữu hiệu nhất để bảo vệ, tăng cường phòng chống dịch, và nhất là trong bối cảnh thành phố Châu Đốc đang nới lỏng một số biện pháp phòng chống dịch, từng bước khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh tiến tới bình thường mới, và việc khẩn trương tổ chức đẩy nhanh tiến độ chiến dịch tiêm chủng vaccine cho người dân với quy mô lớn, rộng khắp là hết sức ý nghĩa và tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp 5K của Bộ Y tế. Thời gian qua, thành phố Châu Đốc đã triển khai 10 đợt tiêm vaccine COVID-19 với hơn 49.546 liều. với quyết tâm phấn đấu độ bao phủ tiêm vaccine COVID-19 toàn thành phố Châu Đốc đạt 90-98%. đến 98%. Từ ngày 18 tháng 10 đến nay, thành phố Châu Đốc đã tổ chức đồng loạt chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 đợt 10 lần 2 toàn dân cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên dùng nguy cơ thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đây được xem là đợt tiêm chủng có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với gần 80.000 liều vaccine, được chia thành nhiều đợt. Theo Sở Y tế tỉnh, đã phân bổ vaccine phòng COVID-19 cho thành phố Châu Đốc đợt 10 hai lần là 25.125 liều Virocell. Thành phố đã tiếp nhận, phân bổ cho 7 xã phường và trung tâm y tế thành phố Châu Đốc để triển khai nhanh việc tiêm vaccine cho toàn dân trên địa bàn thành phố. Thời gian tới, khi được Bộ Y tế phân bổ vaccine, thì thành phố Châu Đốc sẽ đẩy nhanh tiến độ bao phủ vaccine, đảm bảo khôi phục kinh tế xã hội và sớm trở lại trạng thái bình thường mới, đặc biệt xây dựng kế hoạch để tiêm cho đối tượng từ 12 đến 18 tuổi, nhất là các đối tượng là học sinh, sinh viên. Trong giai đoạn bình thường mới, ngoài nỗ lực cho việc tiêm vaccine được bao phủ 100% đến người dân, thì mọi người dân trong thành phố cần nghiêm túc chấp hành thực hiện tốt biện pháp 5K của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, các ban ngành các địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ đang hoạt động, công trường xây dựng tại địa bàn quản lý, phạm vi quản lý, thực hiện nhiệm vụ về phòng chống dịch COVID-19 để kịp thời phát hiện, khắc phục ngay những hạn chế và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đảm bảo an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn căn cứ vào tình hình và dự báo dịch bệnh xây dựng phương án kịch bản phục hồi kinh tế với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị thì sự tham gia chấp hành tuân thủ quy định của người dân đóng vai trò quyết định thành công trong phòng chống dịch đây là trách nhiệm là nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi người dân để bảo vệ sức khỏe cho chính mình gia đình mình và cộng đồng tham gia tích cực công tác phòng chống dịch góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa sẵn sàng phòng chống dịch đề cao cảnh giác không chủ quan coi thường dịch bệnh xác định chống dịch trong thời gian dài và dần hình thành nếp sống ứng xử phù hợp trong điều kiện có dịch bệnh vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội tiếp tục áp dụng các biện pháp cơ bản phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới như đeo khẩu trang khi ra đường tại các nơi công cộng và trên các phương tiện giao thông công cộng thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, hạn chế tụ tập đông người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc, thực hiện nghiêm 5K, thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm và chuyển nặng khi mắc bệnh, xác định vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất. Quý vị và các bạn vừa nghe bài Châu Đốc đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine COVID-19 sớm phục hồi phát triển kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, cầu Châu Đốc bắt qua sông Hậu kết nối thành phố lễ hội Châu Đốc với thị xã Tân Châu. Dự án dự kiến khởi công vào đầu quý 2 2022. Cây cầu có chiều dài 667m, ngang 14m là công trình mà nhân dân mong đợi từ lâu. Dự án cầu Châu Đốc được khởi động vào tháng 10 năm 2015, lúc này, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng công trình cầu Châu Đốc nhằm thay thế phà Châu Giang trên tuyến quốc lộ N1 kết nối thành phố Châu Đốc với thị xã Tân Châu. Theo kế hoạch được duyệt, dự án có tổng chiều dài 3,26 km, trong đó cầu Châu Đốc dài 667 m, rộng 12 m. Tổng vốn đầu tư khi đó là 931 tỷ đồng. Công trình dự kiến khởi công trong quý 4 2015, hoàn thành vào quý 1 2017. Tuy nhiên, do một số nguyên nhân, liên danh nhà đầu tư đã đề nghị nhà nước hỗ trợ khoảng 190 tỷ đồng cho dự án Do đề xuất này không được chấp thuận, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã được phân bổ. Dự án không nằm trong danh mục ưu tiên đầu tư của chính phủ lúc bấy giờ, nên dự án bị treo đến tháng 9-2019 vì mục tiêu phát triển lâu dài của tỉnh, vì mong ước của nhân dân trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã đề nghị tiếp nhận dự án để thực hiện. Bộ Giao thông vận tải đã trình Thủ tướng Chính phủ về đề nghị này của An Giang được Thủ tướng chấp thuận. Ông Trần Thanh Tùng, Giám đốc công ty Lữ Hành Cửu Long, trụ sở đặt tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngay khi ông nhận thông tin đầu quý 2 2022, cầu Châu Đốc bắc qua sông Hậu sẽ được thi công, bản thân ông và những công ty lữ hành ở khu vực phía Nam rất vui mừng. Theo ông Tùng, Châu Đốc là thành phố lễ hội, việc kết nối giao thông liên dùng khi có cầu Châu Đốc có ý nghĩa quan trọng, tạo điều kiện cho du khách đi tham quan du lịch rất thuận lợi. Từ thành phố Hồ Chí Minh, du khách có thể đi một tour nhiều ngày qua nhiều tỉnh, sau đó ra thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang tắm biển, nghỉ ngơi rồi về. Cung đường N1 này không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong phát triển du lịch, mà còn có ý nghĩa liên kết dùng trong phát triển kinh tế, đưa đồng bằng sông Cửu Long phát triển nhanh hơn bởi Đại Lộ Đại Phú, Tiểu Lộ Tiểu Phú. Cầu Châu Đốc được xây dựng sẽ thỏa lòng mong ước của đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang. Từ lâu, tại các cuộc tiếp xúc với cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân ba cấp, dự án cầu châu đốc luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của cử tri khi công trình hoàn thành mở ra không gian phát triển mang tính liên dùng kết nối các tỉnh trong khu vực tây nam bộ với nhau tạo điều kiện cho thị xã tân châu thành phố châu đốc sắp xếp lại dân cư mở rộng không gian đô thị đẩy mạnh thu hút đầu tư trên địa bàn góp phần tạo thêm việc làm cho lao động từ thành thị đến nông thôn đồng thời phát triển kinh tế du lịch kinh tế nông nghiệp thương mại dịch vụ cùng nhiều lĩnh vực khác Cầu Châu Đốc là hợp phần trong dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến đường liên kết dùng đoạn từ thị xã Tân Châu đến thành phố Châu Đốc kết nối với tỉnh Kiên Giang và Đồng Tháp. Dự án được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình ký quyết định phê duyệt ngày 29 tháng 7, 2021. Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp Nguyễn Văn Du cho biết dự án có tổng vốn đầu tư 2.100 tỷ đồng, trong đó vốn trung ương 1.493 tỷ đồng, vốn của tỉnh 637 tỷ đồng, thời gian thực hiện 4 năm 2021-2024. Dự án tuyến đường liên kết dùng có tổng chiều dài 21 km, điểm đầu là nút giao với tỉnh lộ 954, phường Long Sơn, thị xã Tân Châu. Điểm cuối là nút giao với quốc lộ 91, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc. Dự án có hai hợp phần chính là đường và cầu. Đường giao thông tuyến chính được thiết kế theo tiêu chuẩn cấp 3 đồng bằng. Về cầu, dự án sẽ xây 3 cầu bê tông vĩnh cũ gồm cầu Thần Nông, cầu Mương Tri và cầu Châu Đốc. Chúng tôi rất vui mừng khi nghe tin cầu Châu Đốc sắp khởi công. Cầu được hoàn thành, thị xã Tân Châu không còn là ốc đảo nữa, việc đi lại thuận tiện, dễ dàng hơn. Chúng tôi đang vận động nhau, những nhà nào có đất dính vào dự án hãy hợp tác với chính quyền địa phương, nhanh chóng giao mặt bằng sớm cho các đơn vị thi công. Bà Trần Thị Kiểu, phường Long Sơn, thị xã Tân Châu phấn khởi. Cùng với tuyến đường liên kết dùng, cầu Châu Đốc khi hoàn thành sẽ góp phần thông tuyến N1, kết nối các tỉnh Tây Nam Bộ nằm trên trục hành lang biên giới lại với nhau. Mở ra triển vọng lớn cho phát triển kinh tế du lịch, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ của vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung, An Giang nói riêng, mở ra nhiều cơ hội phát triển, thu hút đầu tư thời gian tới. Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh An Giang, Lê Văn Thanh Tùng thông tin, công tác giải phóng mặt bằng cho công trình cầu Châu Đốc đến nay đã cơ bản hoàn thành. Đối với số ít hộ dân chưa đồng ý giao mặt bằng, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với thành phố Châu Đốc thị xã Tân Châu tổ chức đối thoại với những hộ dân này để tìm hướng tháo gỡ. Những gì dược thẩm quyền trong giải quyết chúng tôi sẽ báo cáo với Ủy ban Nhân dân tỉnh xin ý kiến, quyết tâm phải giải phóng xong mặt bằng trước thời gian khởi công. Quý vị và các bạn vừa nghe bài Kỳ vọng cầu Châu Đốc Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường Vĩnh Mỹ đã có nhiều hoạt động thiết thực trong việc chăm lo, giúp đỡ hội viên, nâng cao đời sống, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc. Hội đã thực sự là điểm tựa tinh thần, được chị em tin tưởng, ủng hộ, chung tay xây dựng phong trào. Theo chị Võ Thị Bé Sáu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường Vĩnh Mỹ cho biết, Hội Phụ nữ Phường luôn quan tâm, chăm lo đời sống hội viên, rất nhiều chị em được hội tạo điều kiện tiếp cận các nguồn giống dây, hướng dẫn cách thức làm ăn, ổn định cuộc sống. Hội còn vận động, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, giảm nghèo, bền vững như mua bán nhỏ, chăn nuôi, trồng trọt. Ngoài ra, hội đã giới thiệu việc làm cho các chị, kết hợp Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành phố giải ngân cho 6 chị dây từ nguồn quỹ châu Á với số tiền 15 triệu đồng kết hợp ngân hàng chính sách hỗ trợ cho 470 hộ dây vốn làm ăn phát triển kinh tế. Trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Dĩnh Mỹ thực hiện nhiều công trình phần việc ý nghĩa. 9 tháng đầu năm 2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường hỗ trợ 6 phần quà cho các chi hội, mỗi phần 10 kg gạo, một thùng mì, một chai nước tương, một ký đường, một chai dầu ăn, một bịch bột ngọt. Kết hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố thăm và tặng 11 phần quà cho 6 chi hội và 5 hội viên có hoàn cảnh khó khăn vui xuân đón Tết. Mỗi phần gồm 10 kg gạo, một thùng mì, một chai nước tương, một chai dầu ăn. Hàng tháng, vận động mạnh thường quân 30 kg gạo hỗ trợ cho 4 hội viên khó khăn, duy trì hỗ trợ cho cụ Nguyễn Thị Nghiêm, Khóm Mỹ Hòa, hàng tháng 100.000 đồng và 10 kg gạo. Cùng Khóm Châu Long 1, Châu Long 6 vận động mạnh thường quân mua 11 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo, hộ khó khăn với số tiền 8 triệu 855 ngàn đồng. Lập thành tích chào mừng Đại hội Phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026. Hội Phụ nữ Phường đề xuất hỗ trợ 4 em học sinh nhận học bổng. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường vận động 2 sức, số tiền 2 triệu đồng cất và bàn giao một căn nhà mái ấm tình thương trị giá căn nhà 55 triệu đồng, vận động 85 chị tham gia mua bảo hiểm y tế, vận động hai chị tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ngoài ra, hội còn duy trì những mô hình phụ nữ tiết kiệm, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình như nuôi heo đất, hũ gạo tình thương. Không chỉ chăm lo về mặt vật chất, hội phụ nữ phường còn quan tâm đến sức khỏe, đời sống tinh thần của chị em thông qua các cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, xây dựng câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình, thường xuyên tuyên truyền pháp luật, tư vấn kiến thức về dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy con, kỹ năng giao tiếp. Thời gian tới, Hội Phụ Nữ Phường Vĩnh Mỹ sẽ tăng cường công tác chăm lo đời sống hội viên, góp phần hỗ trợ chị em an tâm, lao động sản xuất. Tiếp tục nhân rộng, phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả đồng thời duy trì củng cố hoạt động của các tổ hùng giống dây giống nhằm tạo điều kiện cho nhiều chị em tiếp cận nguồn giống dây lại sức thấp có điều kiện làm ăn để thoát nghèo bền dững xây dựng gia đình no ấm bình đẳng tiến bộ hạnh phúc quý vị và các bạn vừa nghe bài hội liên hiệp phụ nữ dĩnh mỹ quan tâm chăm lo đời sống hội viên. thưa quý vị và các bạn tại việt nam trung bình hàng năm có khoảng 180 vụ ngộ độc thực phẩm với khoảng 5.100 người gặp phải trong đó có trung bình 30 người tử vong do thực phẩm bẩn kém chất lượng. Do đó, mọi người nên tuân thủ theo những biện pháp và những nguyên tắc giữ an toàn vệ sinh thực phẩm của Tổ chức Y tế Thế giới WHO sẽ giúp người tiêu dùng hạn chế nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Vệ sinh an toàn thực phẩm là tất cả điều kiện, biện pháp cần thiết từ khâu sản xuất, chế biến, bảo quản, phân phối, vận chuyển cũng như sử dụng nhằm đảm bảo cho thực phẩm sạch sẽ, an toàn, không gây hại cho sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng. Có ba tác nhân gây nhiễm bẩn thực phẩm, đó là tác nhân sinh học, tác nhân hóa học và tác nhân vật lý. Sử dụng thực phẩm bị ô nhiễm hóa học, sinh học tùy theo số lượng, mức độ và đặc tính gây ngộ độc của tác nhân gây ô nhiễm có thể dẫn đến ngộ độc thực phẩm cấp tính hoặc mãn tính và các bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm như tiêu chảy, kiết lỵ, thương hàn, thậm chí có thể dẫn đến tử vong. Để giảm thiểu nguy cơ ngộ độc thực phẩm, người tiêu dùng nên chú ý những nguyên tắc vàng của Tổ chức Y tế Thế giới WHO về vệ sinh an toàn thực phẩm. Chọn thực phẩm an toàn là chọn thực phẩm tươi mới, thức ăn chế biến sẵn, mua tại chợ, siêu thị, phải có tem, đảm bảo chất lượng sản phẩm, sử dụng các sản phẩm oi thiêu, nắm mốc, hết hạn sử dụng hay không rõ nguồn gốc, xuất xứ, đều tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Phải nấu chín kỹ hoàn toàn thức ăn bảo đảm nhiệt độ bên trong khói thực phẩm phải đạt tới trên 70 độ C. Rất nhiều thực phẩm sống như thịt da cầm, da súc, trứng, da sữa chưa tiệt trùng có thể ô nhiễm bởi các vi khuẩn gây bệnh. Chính vì vậy, thực phẩm cần phải được đun nấu kỹ trước khi ăn. Hãy ăn ngay sau khi vừa nấu xong, vì để lâu thực phẩm càng dễ bị nhiễm vi khuẩn, có hại cho sức khỏe. Một số món ăn nếu ăn ngay sau khi nấu thì sẽ hấp thu được nhiều chất dinh dưỡng hơn so với để nguội. Bảo quản cẩn thận các thức ăn đã nấu chín, cần phải giữ nóng liên tục trên 60 độ hoặc lạnh dưới 5 độ. Trước khi cất sản phẩm, cần phân loại thực phẩm, để nguội thực phẩm rồi sau đó bọc kín thức ăn mới cho vào tủ lạnh. Nấu lại thức ăn thật kỹ, thức ăn nên ăn trong vòng 2 giờ sau khi nấu, sau 2 giờ bảo quản ở nhiệt độ thường phải đun lại thức ăn trước khi ăn tránh nhiễm khuẩn chéo giữa thức ăn chính và sống. Thức ăn được nấu chín có thể bị nhiễm mầm bệnh do tiếp xúc trực tiếp với thức ăn sống hoặc gián tiếp với bề mặt bẩn. Do vậy, chú ý để riêng thực phẩm chính tách biệt với thực phẩm sống để tránh lây nhiễm vi khuẩn. Bên cạnh đó, cũng cần để tay sạch sẽ khi chế biến thức ăn và trước khi ăn. Tay là bộ phận chứa nhiều vi khuẩn. Nếu không rửa sạch tay thì sẽ dễ bị nhiễm khuẩn trong quá trình nấu và sử dụng thực phẩm. Giữ vệ sinh sạch sẽ các dụng cụ chế biến ăn uống, bất kỳ bề mặt nào dùng để chế biến thức ăn cũng phải được giữ sạch sẽ, các loại muỗng, dao, kéo, thìa, bát, đũa đều phải được vệ sinh sạch sẽ khi sử dụng để chế biến và đựng thực phẩm. Che đậy thực phẩm để tránh côn trùng và các động vật khác nên giữ thực phẩm trong hộp kính và đậy cẩn thận trong chạn, tủ kính, lòng bàn. Một nguyên tắc quan trọng là sử dụng nguồn nước sạch an toàn, lựa chọn sử dụng nguồn nước sạch an toàn, sử dụng nguồn nước sạch trong sinh hoạt hàng ngày cũng là cách để nâng cao sức khỏe, bảo vệ an toàn cho cả gia đình. Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thì công tác phòng ngừa ngộ độc thực phẩm luôn là nhiệm vụ trọng tâm. Các biện pháp để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm phải được áp dụng từ khâu sản xuất, nuôi trồng đến chế biến bảo quản và sử dụng thực phẩm phải được an toàn từ trang trại đến bàn ăn ngoài ra người tiêu dùng cần nắm được những kiến thức cơ bản trách nhiệm trong bảo quản an toàn thực phẩm vệ sinh cá nhân vệ sinh ăn uống cũng như cách bảo quản thực phẩm bên cạnh đó người sản xuất người trực tiếp kinh doanh thực phẩm kinh doanh mặt hàng ăn uống phải có trách nhiệm đạo đức cao trong sản xuất kinh doanh thực phẩm để góp phần phòng tránh hiệu quả ngộ độc thực phẩm bệnh truyền qua thực phẩm cho cả cộng đồng Quý vị và các bạn vừa nghe bài giữ an toàn vệ sinh thực phẩm, hạn chế ngộ độc. Thưa quý vị và các bạn, chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.